Kính thưa quý vị, Volocopter nhiều cánh quạt của Đức được xem là một trong cuộc cách mạng trong ngành hàng không. Theo các nhà thiết kế, nguyên mẫu Volocopter VC-200 có thể là tương lai của vận chuyển. Không giống như trực thăng truyền thống, VC-200 hoạt động nhờ 18 cánh quạt, mỗi cánh quạt được kiểm soát bằng máy tính gắn trên Volocopter. Cung cấp hướng cho software máy tính là phi công sử dụng cần điều khiển. Nhà phát minh Alexander Sosel, giám đốc quản lý công ty Evolo cho biết, Volocopter là kiểu phi cơ cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng, tương tự như một trực thăng. Ông nghĩ rằng trong 30 năm tới, mọi người có thể bay bằng Volocopter, tương tự như đi xe hiện nay. Volocopter VC-200 an toàn và đơn giản hơn trực thăng truyền thống. Phi công chỉ cần nói, tôi muốn đi đến đó và hệ thống sẽ thực hiện mệnh lệnh. Do đó, đây là kiểu phi cơ rất an toàn. Thay vì một động cơ đẩy phi cơ lên, các cánh quạt được kiểm soát độc lập đưa Volocopter lên không trung. Nó có thể bay 20 phút bằng pin với hệ thống máy tính kiểm soát tốc độ, phương hướng và kiểm soát theo chỉ dẫn của phi công. Công ty Evolo cho hay, nó có thể đạt được vận tốc 62 miles một giờ với độ cao là khoảng 2.000 mét. Các cuộc thử nghiệm với tình nguyện viên trên phi cơ sẽ được thực hiện trước khi Volocopter 2 chỗ ngồi được đưa ra thị trường. Evolo tin tưởng rằng đây sẽ là phương tiện thay thế hấp dẫn, không có khí thải trong tương lai.